đồng bây bắt đo cam vị thí nông cua bỏm đong thẩm lực bỏ bót tiện xa lang vinh bắt đo cam phần sốc và sai ốc rung đọc rõ chiên chùm noan cơ rồi đâm rõ chiên phô rốt nơi bởi tế tầng phi Việt Nam cam vị trí ai ban dô đơn cam tay sẽ bắt ở phi côn nâu cặp bà rạng đo thung thiền đó bó chúng mà nuôi chúng loan mùn phần nông ca phần đua rổ lông đó bó bỏ đáy côn xa côn phốt nâng chùm đong mất đập hiếp của viên bởi tế tầng phi xông cơ rút anh chơi xâm đách tê châu hôn sen nếu dựa rõ một tầy lang viên bởi xa Kính thưa ngài Phan Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các ngài, quý ông, quý bà, các vị khách quý, kính thưa bà con của nước Việt Nam. Chưa đồng bộ. Chụp xong trong đây nơi ông đồ quân cho phố ái đồng Phong Bình Trinh thì vô ràng tay nơi xa thường đã rót cho công ty dùng một năm đã bán bao tập tuộc cho một năm ngày kia chụp vui nâng ca riêng chóng đo lò rồi bọc hai Bình Phước nâng ca chô rùm rồi bọc Bình Chuẩn nâng nông khuôn Hà Nú Sa Vy Rì lực tí sai sắp rằm nơi ngày chuyên chụp phục tự động ca bắt đô đồng đùm nơi rồi bọc phải lại phút sạc phôn phôn. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự tiếp đón và sự tổ chức hết sức long trọng của nhân dân và tỉnh Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 45 năm hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Chúng ta chỉ là một bộ phận rất quan trọng. Đây tổng đại tổng nóng, đây bánh hà, đọc sài chi vứt và chi chôn Campuchia mà khá. Nam mặc hàng tiết có mặc hàng hơi khơi học phí trong năm bất tập hiệp và đầu viên Campuchia nâng Việt Nam phòng này. Đây là giai đoạn tôi như là một quá trình hết sức là quan trọng trong việc giải quyết giải cứu tính mạng của nhân dân Campuchia. Một bên nữa thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam. Trong khu tay do học cả đi tạm bây sống đây nào nó cùng trong phương phụ trí chân đập hùm hòa lư cùng làng chuyên nâng sọc lục ninh đã bàn chui khi nâng nâng bê rời dạc bê sai sọc rằng còn nâng hốt tự nhiên. Tôi nên nhân dịp này chân thành tri ân gửi lời cảm ơn đến tất cả người dân ở ấp Hoa Lư, ấp 9, làng 9 và Lộc Ninh đã giúp tôi trong vòng cách đây 45 năm. Phật sân bác viết ca Hà Nội Cruz chui chung trên hàng phì ở lục nè cả cuộc đời nó chỉ vất vả trong phải hai chữ sập, bất thế cả một chia hai năng thất năng không sản thành được việc mình cho lọ đủ tiền. Nếu không có sự giúp đỡ to lớn đó, không chắc chắn tính mạng của tôi có thể là mất đi và nhân dân Campuchia ở đất nước Campuchia cũng có thể không biết nó như thế nào, không rõ ràng được. Trong sân khấu tịch thôi nè, chỉ mỗi nơi chỉ vất vả trong cả đời nó. Nghĩa chỉ cao có thay bật thàn mùi đại dương trời dốc chỉ vứt thua đảo tuần. Tôi có thể rằng tính mạng của tôi lúc đó có thể còn sống rất ít, nhưng mà tôi đã lấy tính mạng của mình làm vốn để làm sao tìm đường cứu nước đất nước nhân dân Campuchia. Chẳng rớt được trong trời thua cứ ca được ca khu vực thông sau ra ca khu vực và chỉ chuẩn chạy phi rò mò cạp sổng lạc cư rò mò và lại quyết sạc bỏ phổ. Và qua đó tôi đã lựa chọn sang Việt Nam để tìm sự hỗ trợ, tìm sự độc viên để làm sao giúp chúng tôi giải quyết và giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Tăng phi đồng đá ca đồng bộ được chăm chọn lưu tức đầy Việt Nam. Bởi tôi mấy thà chỉ vất trong phôi xuôi có vật tay về bài trẻ bàn được ca thì nghĩa rõ bộ mình nơi ca cổ rục đo sức trong tầng đắc chuyển đến phía luôn. Hai bộ tập tới trang bàn bắc rất thật về bà Việt Nam chui cỏ sang cầm lạc bà vụt đảm bày dược trong miên lạc tập hiếp đảm bày rộng đọc bà kỳ. Ngay từ khi đầu, cho dù tính mạng của tôi gặp nhiều rủi ro, có thể có lúc cần phải mất mạng, nhưng mà ngược lại tôi đã nhận được sự tôn trọng chú trọng và nhận được sự ủng hộ
đắc lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc giúp tôi xây dựng lực lượng vũ trang để tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng. Trong đây trong cho bạn thà, trong vòng lòng mà phần màn tức đi từng nghiệp, ngày thay một phê mùi, từ trong bàn tập tuôn, nơi hà hà chỉ lực đồng bộ, bài chỉ lực đồng bộ, bọn ta bị hoạt khiên, không phải dạng về chiều một trạng. Tôi còn nhớ rõ ràng vào chiều tối ngày 21 thì tôi đã lần đầu tiên ăn cơm với thực ăn và hơn một năm mà tôi rất đói. Đồng lai mai mùi bê lúc cứ xoa ơn nâng ổng co bê đi rạp mơn rạp sẹn rạp liên tòng từ tiền. Tôi có thể nói rằng một bữa cơm hôm đó có thể bằng với hàng vạn tấn, hàng trăm tấn gạo của hiện nay. Đâu cứ chưa đồng lầy đã mặn ai cài khai bàn hỏi đâu cứ chưa đồng lầy xâm rạp ca rùa riêng nguyên chí vứt ra bọc về chí chuẩn Campuchia. Đó là một những giá trị vô giá mà tôi có thể nói đó là giá trị bằng tất cả tính mạng của con người dân Campuchia có thể sống lại. Carpich nằm tuy phốt đập tổng phần nằm tuy khu vào nông xa vừa đi lớp tư sai sập. Chúng có bán thua đồng nào mà cần tìm cái này đi. Hỏi tìm cái này đi hay cứ tìm cái này được trong xâm ra. Nơi khốn nông bê giúp bằng bán trường bao phì. Tụi ai. Bước trong mặt hai thua tầm mốc đồng nào từng mục tiết. Đói một đăng thơ con tao Việt Nam nơi tìm này. Đục kỳ bởi dương chôn một trong tự đầy Việt Nam. Đói khổ cho bạn. Và lúc nơi này và cách nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tên đường cứu nước của tôi năm 2027 thì tôi nhớ là nơi này vào lúc 2 giờ sáng tôi đang dừng nghỉ ngơi tại đây bởi vì tôi không biết là nên đi tiếp tục như thế nào, không biết quân đội Việt Nam sẽ nằm ở đâu. Dương trơ rong chằm hỏi thầy rìa đào bấy bà to thua tầm nào tự tức gặp cao đòi dương mọc tí ni không biết trầy bị say đủ tì nơi tôi thầy rìa hỏi dương chấp rao thua tầm nào. Dương tật đó có lấy lễ ảo vút nâng đạp bài hô. Nâng dương của ta trong nái tật đó phụng khó lưu. Nâng bảo mạng, mong ra hai chiếc tí lưu. Và cho tới buổi sáng mặt trời mọc thì chúng tôi mới tiếp tục bắt đầu đi để đến tới nơi mà hướng đó khoảng buổi chiều vào lúc 2 giờ chiều. Sai sắp răng cho nàm bàn có lòng khốt. Chẳng mối nâng cách ca chỉ trang bàn vì vọt từ viên và tiết tình tì. Chẳng nóng bất tử phía của viên của tiết tầng phí căn thật sự chìm rừng nằm thua cách ca chạy tràn đại chế phói của dâu lấy bất tử tầng phí Campuchia đang Việt Nam. 45 năm trôi qua thì mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai đất nước của chúng ta ngày càng sâu sắc và cùng nhau làm việc và cùng nhau giải quyết rất nhiều vấn đề trong mối quan hệ hai nước Campuchia Việt Nam. Hệ tha ra chân ai sống bọn tộc chọc nơi đồng bọn đi có trang bàn thư đòi đất nông đòi tôi rất vui nhiều cơ sở hạ tầng kết nối giữa Campuchia và Việt Nam mà chúng ta đã thấy nhiều cái đã được xây dựng và dựng lên. Và tôi và người với Ngài Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đã thống nhất với nhau vào thời gian hợp lý sắp tới. Chúng ta sẽ cùng nhau khánh thành xây dựng chỗ này trở thành cửa khẩu quốc tế của hai nước. Dương trâu bổng bình cách ca nghe môi chủng nốn. Tiện tân năng ca co sang hết tha ra trả ra sẵn quan. Ca bổng bình để tên vị trí tùy khăn hồng. Ta mấy chuyên tư sẵn rạch bằng trọ trọng đàn. Hỏi tư chỉ trọ trọng đàn hoàn trạng chư. Và chúng ta cần phải tiếp tục cùng nhau xây dựng nhiều thứ và trong đó cái việc hoàn thành cơ sở hạ tầng và thủ tục pháp lý để làm sao tiến tới khánh thành cửa khẩu quốc tế giữa hai nước của chúng ta tại nơi này. Ở sân bà dương ba ban đang đồng bọn đi thua ai và tư tưởng tiên nguyên tầm đại vọng căn thể chất thất chẳng vui nâng cho về nền trực cảm đại và tư tưởng tiên có phong tài nguyên cả đi chẳng bàn giảm khắc. Nếu chúng ta có thể mở được cửa khẩu quốc tế tại nơi này, nó thể hiện mối quan hệ hữu nghị hợp tác của chúng ta ngày càng thân thiện và thúc đẩy góp phần vào quan hệ thương mại của chúng ta mà hiện nay đang rất là phát triển. Bởi sao phê về liên mân hàn đồng khu, xong xong cho cả đi, tam là giác bao gồm,
Ta mà cảm thấy đi khắp bàn tập tuộc trong tạm kỳ vây khu mây tự khí. Rằm khá xua sốc tục, chồng bôi bó con tự học. Bài đá đai mặt bàn bó tự cảm thấy đi. Hai cơ sông cổ rốc chồng bố bởi viên là khăn chồng bố. Bó con tặng lại đại bàn, bên lý bàn bó rơ cả cả. Rồi tự hỏi khoảng đài. Đại bố con nguyên côn bọc ngách tự thông thiên. Chồng bố chứ vứt tự bọc chồng. Còn đối chứ chứ vứt tự bọc để chứ chôn Campuchia. Do thời gian không cho phép cho nên tôi xin phép gửi lời tri ân và cũng như cảm ơn tới những anh em có mặt ngày hôm nay đã giúp đón tiếp và giúp chúng tôi hồi đó tới bây giờ và cũng như thông qua các anh cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến bà con không có mặt và cũng như xin tưởng niệm gửi tri ân đến tất cả các linh hồn những người đã hy sinh giúp đỡ tôi trong và cũng như hy sinh đã vừa rồi. Xin trân trọng cảm ơn và đã giúp tôi cũng như là cứu tính mạng của nhân dân Campuchia. Dương mình hãy thích hiệu bỏ ra khoái thờ chui kia không kìa cao skol mất lỏ khó nằm bê lộng bạc nụ hơi chưa bánh hà đại dương mình hãy thích bạc nơi côn bỏ mạch đại Việt Nam bàn hương chụp cuộc cảm hình chí. Như tục ngữ của chúng ta đã nói rằng chúng ta quen biết nhau thời kỳ khó khăn và giúp đỡ nhau trong lúc và biết nhau giúp đỡ nhau trong khi mà chúng ta quen biết nhau lúc khó khăn và chúng ta giúp đỡ nhau khi lúc đó chúng ta biết ai là người bạn tốt và đó thể hiện tinh thần hết sức là tốt đẹp giữa nhân dân của hai nước của chúng ta Campuchia Việt Nam. Xin phép được tiếp trong sông Hoa Côn Hoa Đàm Phạm Bình Trinh. Ta bán ở trên mà châu rôm chủ bộ trong đại thể đi. Hai có Hoa Côn chủ bộ Hoa Đàm đã bán chủ hoa ca chun sở tháp bán của bộ Việt Nam. Còn đối chương mô là thật khai của bộ Việt Nam. Ta bày châu rôm riêng trong vị thị. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có sự chỉ đạo hết sức sát sao đến cơ quan ban ngành, trong đó có chính quyền tỉnh Bình Phước để làm sao công tổ chức công tác cái kỷ niệm 45 năm kỷ niệm của chúng tôi ngày hôm nay hết sức là long trọng. Chúng đang nguyên sự cây khai ca mùi, bản tạch kiếp nơi tôi để chuốc. Chúng tôi nâng phô đoạt Campuchia nơi hai tức đây Campuchia. Tại nên tất cả anh chơi chú rôn khi ai đọc. Bạn thầy kiếp, đối với một khách chắc không chờ đôi những tầm bắt đầu và đặc biệt thật thầy đối với. Tôi sẽ có bài phát biểu quan trọng và chi tiết đối với người dân Campuchia. Và tại Campuchia, trong đó cũng có sự hiện diện của Ngài Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chúng tôi sẽ nêu lên rất là chi tiết vẫn trong quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Campuchia Việt Nam của chúng ta. Trong sông Hoa Côn, đằng sông Trung Pô Trực Phủ, trong đó ngất được kiếp Campuchia Việt Nam thất thể trời ca, đằng sông Trung Pô hay đám phẩm hành trình, hay đám lúc chúng tôi hoa lúc lúc xây năng bóng hôn thương về chi chuyên Việt Nam tầng hoa, sông bạc cọp đào sốc của hiệp nó đằng trục trùy. Tôi kính chúc mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Campuchia Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Kính chúc Ngài Thủ tướng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc nhân dân Việt Nam, bà con tỉnh Bình Phước dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.